sau một năm ngừng quan hệ ngoại giao với afghanistan đại sứ quán ấn độ tại kabul đã nối lại hoạt động thông tin vừa được người phát ngôn bộ ngoại giao afghanistan xác nhận trong cuộc phỏng vấn độc quyền với đài truyền hình india today Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan, ông Abdul Qaha Bakhi, xác nhận các nhà ngoại giao Ấn Độ đã đến thủ đô Kabul vào hôm 13 tháng 8 nhằm nối lại hoạt động tại cơ quan lãnh sự này. Người phát ngôn Bakhi nhấn mạnh Afghanistan hoan nghênh các nhà ngoại giao Ấn Độ, đồng thời cam kết hợp tác đầy đủ và đảm bảo an ninh cho Đại sứ quán Ấn Độ ở Afghanistan. Chính quyền ở Afghanistan hiện do Taliban lãnh đạo đã quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước láng giềng, bao gồm cả Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng New Delhi sẽ tái khởi động để hoàn thiện các dự án của Ấn Độ còn đang dang dở tại Afghanistan. Trong bài phỏng vấn mới nhất, chủ tịch ngân hàng trung ương Đức cho rằng Đức sắp xảy ra mức lạm phát cao nhất trong nhiều thập kỷ, có thể là chạm mức 10%. Theo nhận định từ Ngân hàng Trung ương Đức, đợt tăng giá năng lượng mới nhất do nguồn cung khí đốt giảm từ Nga có khả năng đẩy giá tiêu dùng lên cao hơn nữa và lạm phát ở mức 10% có thể xảy ra trong những tháng mùa thu. Lần gần đây nhất mà Đức xảy ra lạm phát ở mức hai con số là hơn 70 năm trước, khi đó lạm phát ở Đức lên tới 11% vào năm 1951. Theo tờ Financial Times, giá sản xuất của các nhà sản xuất công nghiệp Đức đã tăng 37,2% trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2020 2021 đến tháng 7 năm 2022. Văn phòng thống kê Liên bang Đức nói đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay nhằm hỗ trợ giảm đáng kể gánh nặng với người tiêu dùng do phải trả thêm phụ phí khí đốt từ tháng 10 tới đây. Ngày 18 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz thông báo chính phủ nước này có kế hoạch giảm thuế VAT đối với khí đốt tự nhiên trong khoảng thời gian giới hạn từ mức 19% hiện nay xuống còn 7%. Ngành sản xuất thiết bị bán dẫn của Hàn Quốc đã ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc lớn nhất trong hai thập kỷ qua, chiếm gần 40% tổng xuất khẩu sang nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Theo số liệu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc công bố vào ngày 21 tháng 8, trong khi vào năm 2000 các thiết bị bán dẫn chỉ chiếm 3,2% tổng xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc, thì nay con số này đã tăng 12,4 lần lên mức 39,7% sau 20 năm. Máy móc có độ gia công chính xác cao là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Hàn Quốc sang Trung Quốc chiếm 42,5%, tiếp đó là hóa chất tinh khiết chiếm 40,9%, thiết bị bán dẫn chiếm 39,7% thủy tinh chiếm 39,3% và hóa dầu chiếm 38,9%. Năm 2003, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu hàng đầu của Hàn Quốc và giữ vững vị trí này kể từ thời điểm đó đến nay. New Zealand sẽ tạm thời điều chỉnh một số quy định về nhập cư nhằm thu hút thêm 12.000 lao động trong năm 2023 trong bối cảnh các doanh nghiệp đang khó khăn do thiếu hụt lao động các quy định sẽ được new zealand điều chỉnh nhằm thu hút thêm lao động của nước ngoài bao gồm cơ chế làm việc kết hợp du lịch nới lỏng các quy định về tiền lương đối với những người nhập cư có tay nghề cao trong các lĩnh vực như chăm sóc người cao tuổi, xây dựng, cơ sở hạ tầng, chế biến thịt, hải sản và du lịch mạo hiểm. Ngoài ra, thị thực của một số lao động theo diện chương trình thị thực làm việc kết hợp du lịch sẽ được gia hạn 6 tháng nhằm giữ chân các lao động hiện nay ở nước này. Các biện pháp này là nhằm hỗ trợ tạm thời cho các doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng nặng nề do tình trạng thiếu lao động trên toàn cầu. Chính phủ New Zealand đề ra các biện pháp mới trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tại nước này ở mức 3,3% trong quý 2 năm 2022, trong khi lương tăng 3,4% và đạt tốc độ tăng nhanh nhất trong 14 năm qua.